giả. Nhất tâm lễ chư hạnh, trực hạnh, như hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Để tiếp tục chương trình, chúng con xin kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng có lời mở đầu cho chương trình, cho buổi học, cho buổi sinh hoạt đặc biệt ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Một vị thầy giáo kính đại lễ của Thượng Tự Sức, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay tiếp theo tuần lễ sự vật đặc biệt nhưng mùa khánh đản về sau, chúng ta lại nói đến hành trình hoằng hóa độ sinh của Đức Phật. Một đặc điểm của chư vị chánh đẳng chánh giác, ngoài cái sự khác biệt là Ngài tự thân giác ngộ, không thể chỉ dạy, còn có một đặc điểm khác mà những bậc thánh đệ tử không có được, đó là sự xây dựng ngôi nhà giáo pháp để tế độ chúng sinh. Con đường hộ pháp của Đức Phật khởi sự từ bài kinh Chuyển Pháp Luân cho đến di huấn sau cùng của Ngài ở trên cái phiến đá trong công viên đường viên của vua xứ Ma La. Xin xét trong thời gian đó, Đức Phật Ngài được gửi một thông điệp rất là quan trọng, là giáo lý của Ngài dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Tuy rằng giáo lý của Ngài rất rõ ràng và mục đích mang lời lạc cho chúng sinh, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được rằng không phải tất cả chúng sinh đều mong muốn thoát khổ. Và với cái sự hiểu sai chấp lầm, đặc biệt là những điên đảo vọng tưởng, đã tạo nên rất là nhiều những cái khó khăn không ít mà Đức Phật phải tương đối vất vả để đưa cái thông điệp của Ngài đến với chúng sinh trong ba cõi, từ cõi người cho đến cõi phàm thiên. Các hội chúng như là chư thiên ma vương, phạm thiên sa môn và lạng môn, hội chúng gia chủ v.v. đều có thuận và có nghịch ở trong sự hoằng pháp độ sinh. Có những người đón nhận giáo pháp rất nhanh chóng, rất khoan hỷ. Cũng có những người chống chọi rất nhiều. Và những gì mà Đức Thế Tôn đã thể hiện xuyên suốt trong hành trình hoằng pháp cho chúng ta một cái hình ảnh rất xúc động về tâm đại bi của Ngài. Thôi thì chúng ta sẽ lắng nghe đạo từ của Hòa Thượng Tuệ Sư. Nhưng mà trước khi chúng ta thỉnh Hòa Thượng ban đạo từ, xin nhờ Đại Đức Từ Trì Khoan Hỷ mở cho bản nhạc lễ để chúng ta bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay. Xin Đại Đức Từ Trì Khoan Hỷ bắt đầu chào. Oh,
Lại phần toàn chi diệu gia đấng đại hữu giải thoát từ sanh tại hy đại trí trọn lành trời người quy ngưỡng tứ sanh lại đạo chân thường tình thức pháp thân thân thanh đức niệm lương phương hương hương ta tòa tạng báu duy hiện hiện xin trân đại đức Thầy Trí. Tiếp theo thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu Ban Đầu Tư cho ngày khánh đản Vệ Sắc hôm nay. Kính cùng thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, đảnh lễ Tăng Chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức có mặt trung trung. Kính chào quý Tôn Nữ, quý Phật tử. Kính mời quý Ngài kính thưa quý vị. Đức Phật xuất hiện ở đời không phải để cho chúng sinh lễ bái cúng dường, mà sự ra đời của Đức Phật ngài vì cái lòng đừng đi chúng sinh đang lặng hợp trong bể khổ trầm luân, trước hết là người tìm con đường giác ngộ cho ngài. Sau khi viên thành quả vị chánh đạo chánh giác thì ngài đã vượt quá độ sanh. Có thể nói là trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Thế Tôn, ngài không có tác đâu cái phận sự của ngài. Vào buổi sáng
Pindapato, Uppanhe Pindapato của sáng ngày đi khất thực. Khất thực cũng là một cái chuyện quá duyên. Đi đến cái chỗ nào mà khó chúng sanh hữu duyên cần tế độ thì Ngài đi đến đó để cho họ tự thân làm phước. Và nếu cần thì Ngài thuyết pháp cho họ nghe để họ giác ngộ. Sa danh hê tham ba đê sa năng, buổi chiều thì Ngài về chùa, các cư sĩ tụ họp lại, Ngài thuyết pháp cho những cư sĩ nghe với những cái pháp thoại để giúp cho họ hiểu được chân lý. Lu xê phích cô qua đăng, buổi tối khi trời nắng, các cư sĩ ra về rồi thì Đức Thế Tôn Ngài đến tại giảng đường, Ngài giáo giới cho chúng tỳ kheo. Ngày nào cũng vậy, Ngài giáo giới cho chúng tỳ kheo. Atharate đi qua panh hà năng, nửa đêm thì Ngài trả lời những cái câu hỏi pháp của chư thiên. Các vị chư thiên thì họ xuống ý kiến Đức Phật vào ban đêm thôi. Chu xê quá cà tê ca lê pháp pa pháp pê vu quý lô ca năng. Sáng sáng đó thì Ngài dùng Phật nhãn để quan sát chúng sinh thế gian, ai hữu duyên tế độ thì Ngài sẽ đi khất thực đến đó để Ngài tế độ. Thì tê bằng chứng với thiệt chê với số thi tí, đó là Phật sự mà Đức Thế Tôn Ngài đã làm trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Ngài, vì lợi ích cho chúng sanh, vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Ngài không có tắc trách, mặc dù có những lúc Ngài mệt mỏi, bị bệnh hoạn, nhưng mà Ngài cũng không bỏ cái phần sự của vị đạo sư thuyết pháp độ đời. Từ thành thị đến thôn quê, từ thành phố này đến làng mặt kia, từ xứ sở này đi đến xứ sở nọ, không bao giờ Đức Thế Tôn ở yên một chỗ quá ba mùa an cư. Ngài phải di chuyển liên tục. Sự kiện mà chúng ta nói rằng tại Chetavana 19 lần Đức Thế Tôn Ngài nhập hạ an cư ở đó không phải là 19 mùa an cư liên tục. Ngài đi đến đó, Ngài nhập hạ một mùa hoặc hai mùa an cư rồi Ngài đi, lâu lâu Ngài mới ghé lại. Thì suốt cuộc đời hoằng pháp của Ngài, Ngài ghé lại ở đó 19 mùa an cư. Tại Bốc Ba Ra Mắt Đông Phương Tử và Quý Sơ Kha thì ở đó Đức Phật là 6 lần an cư vẫn. Ngài không ở yên một chỗ, nhưng mà những nơi mà có chúng sanh hữu duyên và Phật pháp có thể phát huy sáng lạng ở đó thì Đức Phật này thường xuyên đứng đó nhiều lần, chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói về con đường hoằng hóa độ sanh Phật là chúng ta phải biết được năm Phật sự của Thực Thích Chá, năm Phật sự trong suốt 45 năm hoằng pháp Đức Phật này
tu toàn. Và chúng ta cần phải hiểu rằng với cái sự hoằng hóa độ sanh của Đức Phật, khi mà chúng ta đi đến với Phật, có niềm tin nơi Đức Phật, chúng ta cần phải lắng nghe, cần phải hiểu được cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta thực hành trên cái công cụ hoằng pháp. Đức Phật Ngài đã khổ nhọc, Ngài đi thuyết pháp độ đời, mà chúng ta không chịu lắng nghe, không chịu thực hành, không chịu tu tập, mà chúng ta chỉ đặt niềm tin để mà chúng ta cúng dường, cầu nguyện, chúng ta van xin Ngài phò hộ cho chúng ta, thì cái điều là nó đi trái với lời dạy của Đức Phật. Ai thực hành theo pháp, sống nghiêm túc theo giáo pháp, người đó là người tôn trọng Như Lai, đỉnh lễ Như Lai, cúng dường Như Lai bằng sự cúng dường cao thượng. Đó là sự cúng dường thực hành Patipatti Puja. Điều này chúng ta phải hiểu. Thì chúng ta có vài lời trước khi chúng ta bắt đầu đi vào cái nghi thức chánh lễ và phần pháp thoại con đường hoằng hóa độ sanh. Có vài lời đạo từ với đại chúng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trân cầu thượng tự siêu. Một lần nữa xin thưa tất cả quý Phật tử nhân mùa khánh đản đánh dấu sự xuất hiện của bậc đạo sư, xin chúng ta trang nghiêm ba nghiệp để cùng lắng tâm tụng đọc những lời xin tán và cảm nhận Đức Phật từ trong tâm của mình. Kính cung thỉnh chư tăng chùa Viên Giác Vĩnh Long bắt đầu cho khóa lễ ngày hôm nay. Kính lên lễ sư phụ Thầy Siêu, kính lên lễ chư tôn đức cùng đại chúng, xin phép bắt đầu nghi thức chánh lễ. Thỉnh chư tăng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chân biến trì đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lanh giữ lợi quần sanh. Iti so Phagawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambandho Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhammasa Thade Vamanusanam Buddho Phagawati. Hồng danh Phật nhiệm màu ưng cung, chánh biến trì minh hạnh đủ đầy, đứng ẩn thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bởi ly chân. Vô thượng sĩ pháp ấm tịnh diệu, bậc trưởng phu thiệu ngữ độ sanh, thiện sơn sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Xoa kha tu pha ga wa ta tham mu san đi thi cô a ca li cô e hi pa si cô o pa na di cô pa cha tăng quê di ta po quê nhô hi ti pháp vi diệu cha lành khéo dạy lìa danh môn giác ngộ hiển tiền vượt thời gian chứng vô biên sát na đại ngộ hoặc nhiên liễu tường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hương thượng tâm thoát ngõ vọng trần tri nhân tự nhậu giả chân diệu thượng tịnh lãng pháp ứng nhiễm màu supatipanno phật.
Qua tô sa qua ca sân khô chúc qua tê ba ấn đô qua ca qua tô sa qua ca sân khô nhà nhà qua tê ba ấn đô qua ca qua tô sa qua ca sân khô sa mi chi qua tê ba ấn đô qua ca qua tô sa qua ca sân khô nhà đi đăng cha ta đi phù ri sa yu ga nhà tha phù ri sa bồ ga la e sa pha ga qua tô sa qua ca sám khổ a hu nay yo ma hu nay yo da khi nay yo anh cha li karani yo ano ta ram bốn nhân khe tăng lo ca sa ti bậc diệu hạnh thính văn thích tử bậc trực hạnh pháp lữ thiện gia bậc như ly hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn hạnh đạo quả vốn đòi tam chung đệ tử Phật ưng cúng tôn nghiêm cùng kinh kính lễ một niệm thanh chung vô thượng phước điền thế gian. Kệ Phật sử phần năm. Tình khổ hạnh thỏa xưa còn đó, nhóm kiều trần liễu ngộ đạo màu, pháp luân Phật chuyển lần đầu, thuyết minh tư đế thâm sâu đạo lành. Đây là khổ, đây nhân sanh khổ, đây tất nhiên diệt khổ niết bàn, đây đường bát chánh tịnh an, mong nền giáo pháp về toàn từ đây, rồi từ đó Như Lai hoa đạo, bước chân thiên lưu dấu mọi miền. Khi trốn lâm lúc kỳ viên, thì thành cũng đến lâm thuyền cũng qua, hàng đệ tử dưới tòa bôn chung, vào Phật môn tính chủng đồng nhiên, xa lại Phật mục kiền liên. Như Lai trưởng tử nói truyền pháp vương, cất tiên gọi hoàng dương đạo cả, hãy ra đi mỗi ngã một người, vì lòng thương tưởng cho đời, xiển minh chánh đạo ba thời toàn chân. Hồi cô hương đáp ân sanh dưỡng, cả hoàng triều uy ngưỡng Phật đà, hàng hàng lớp lớp xuất gia, cùng dòng thích tử chung nhà tình thương, đạo giải thoát không phân nam nữ, cửa vô sanh chẳng lửa nhẹn vào, lệ cùng mặn mau cùng màu, muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương, việc giao hoa lâm đường nghịch thuận, chuyện ghét thường vốn hẳn sự thường, quang minh anh đạo vĩnh hằng, như thiên thượng tỉnh bụi trầm nào vương, mỗi rạng đông Phật dùng thiên nhãn, tìm độ người viên mãn duyên lành, sang ra khất thực trị bình, buổi chiều thuyết pháp độ sanh hằng ngày, vào buổi tối Như Lai huân thị, hàng xuân gia y chỉ tịnh tu, cảnh khuya thiên chung đến hầu, Phật ban pháp nhũ nhiệm màu khai tâm, thường chung sanh mê lầm khổ nạn, buôn lắm năm chẳng quản gian truân, thôn lân thành thị xa gần, nơi nơi nhuần gọi hồng ân đại từ, dân trong pháp người mơ chợt tỉnh, vì pháp phương đại định ma quân, chữ thiên nhân loại hân hoan, vì nguồn thanh thủy phiền toan nhạc bộ, mặn lâm vội rửa lâu cũng sang, người nghiệp dậy cũng đặng giảm khinh, chúng sanh dù lắm mê tình, nhờ nghe chân pháp cũng thành thiện nhân. Sắp
te sa ta ha we ra hon tu sukhita hon tu ne dukkha hon tu apajjapaccha hon tu anekha hon tu vikha yukha hon tu aroga hon tu sambhate same chantu sukhe atanam parihantu dukkha patta jane dukkha phaya patta jane phaya sukha patta jani soka hon tu sabbe vipanino nguyện cầu tam hương mười phương chúng sanh muôn loại hãy thường an vui nhưng trừ oan trai nhiều đời bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan hại nhau chỉ chút lầm than mê si điên đảo vô vàng lệ châu chung sanh vô và sống lâu, nguyện cho thành thủ phước sâu đứng dậy, nguyện cho an lạc từ nay, dưng trừ thông khổ đắng cay oán hận, dưng trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu khổ não đoạn trường vĩnh ly, nguyện cầu tam bảo chứng trì, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Akasattha cha pummattha devanaga mahetika munyang no anumodam tu chiram rakkhantu sasanang Akasattha cha pummattha devanaga mahetika munyang no anumodam tu chiram rakkhantu ratake Akasattha cha pummattha devanaga Naga Mahitika Bunyang Do Hanumodan Tu Chirang Rakhan Tu Nyata Yo Akasatha Chapumata Dewa Naga Mahitika Bunyang Do Hanumodan Tu Chirang Rakhan Tu Bani No Akasatha Chapumata Dewa Naga Mahitika Bunyang Do Mô đám tu chi răng ra khan tu nô sa đa nguyện phước bao đã làm hồi hướng tam chư thiên bậc thiện thần hộ pháp nhiều ai đương thần lực nga ngự khắp cả trần hoàng ở không giới thiền giới xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì Phật Pháp, mãi soi sáng những thiền quân độ hưởng thái bình. Muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ, quyên thuộc cùng chúng sanh, được hạnh phúc dài lâu, thiểu bệnh dứt khổ sầu. Ngày ngày vui tu tập, tinh tiến trong đạo màu. Nhân tâm cầu giác ngộ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nghi thức chánh lễ chúng con vừa tụng đọc xong. Bây giờ này chúng con kính cung thỉnh ngài thượng chất đẳng quay trở lại điều họp chương trình. Kính trừng chư tăng chùa Viên Giác Vĩnh Long với khóa lễ vừa rồi. Tiếp theo là phần pháp ngữ về công cụ hoằng phá hóa của Đức Phật. Xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền bằng pháp ngữ ngày hôm nay, kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Ha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Giờ tới đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Hoàng Đại Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tụ Tri, Đại Đức Tụ Đức. Cùng chư tăng đang hiện diện, tên chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng Bát Hằng Sấm Ma Sấm Bút Thô Phật Câu Hoa Bút Thăng Phật Câu Hoàn Tăng A Phí Hoa Đê Mí Sô A Khá Tô Phật Câu Hoa Ta Thập Mô Tham Mong Nam Ma Sa Mí Sô Phật Tí Pà Nô Phật Câu Hoa Tô Sá Bắc Cơ Sang Khô Sang Khang Nam Ma Mí Ê Chúng Đệ Tử Xin Nhân Tịnh Thân Cậu Ê Thắng Dương Thân Đức Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, bởi nhờ với lực Tam bảo hàng giáo hội định cho tâm đức tăng, tâm đức cũng chỉ phần tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Ha Ya.
Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng là cái chương trình mà hòa thượng Nhất Đẳng đã tiếp tục về cái phân đức và ý nghĩa của Đức Phật, mà trong đó xuyên qua, tức là chúng ta thấy nói lên cái con đường hoàn pháp của Đức Phật, thì có thể nói rằng là đây là một điều mà rất là lợi lạc cho tất cả, bởi vì qua đó để chúng ta mới thấy được cái sự xuất hiện của một vị Phật. Và nó là một điều khó. Giống như là lời dẫn của Sư Phụ Thị Siêu đó, chúng ta thấy có thể nói từ Đông sang Tây, từ ở những cái nơi thấp kém nhất, cao sang nhất cũng đều có dấu chân của Đức Phật ngày đặt qua. Hay là những nơi, hay là ở những, hay những con người giàu có quyền quý cao sang, từ vua chúa cho đến những người ăn xin, cho đến những người bần cùng ở trong xã hội đều được ngày xuyên qua. Và cái trách nhiệm bụng, và cái trách nhiệm, và cái việc làm, chứ không phải là không có bổn phận gì cả, như là một cái việc làm của chính Phật đã dành hết mọi thời gian cho cuộc đời, cho chúng sinh suốt 45 năm hoằng pháp, nó là như thế. Nếu chúng ta đọc Mahavak, chúng ta mới thấy được ở trong Mahavak, trong đại phẩm mô tả về con đường hoằng pháp Phật một cách cụ thể. Như Lai đã thoát khỏi mọi trói buộc, dù ở cảnh trời hay người, các con cũng vậy, hãy cài đặt tâm kheo đã vượt qua khỏi, ta đã vượt qua khỏi mọi cái thành thúc. Có thể nói rằng là không có một vị vị thầy nào mà cao cả hơn cho chính bằng Đức Phật. Nếu chúng ta thấy khi Đức Phật á, từ lúc mà thành đạo kéo dài suốt 45 năm đến khi ngày Niết Bàn, không bao giờ ngừng lại, không bao giờ dừng lại, luôn luôn mang đến cho nhân loại, mang đến cho chân thiên những cái từ bi, mà những ơn đức từ bi, những ơn đức cao cả. Nếu chúng ta biết được, có thể nói ở xứ Ấn Độ nó rất là rõ rệt, mùa mưa, mùa đông và mùa nóng, thì dù cho có như thế nào thì chúng ta biết, dù cho mưa nắng, vất vả, lạnh lẽo vào mùa đông, nhưng Đức Phật ngài vẫn tiến trình trên con đường mình đã vạch ra. Có thể Đức Phật và những người đệ tử của ngài, những buổi đầu tiên thì có thể nói rằng ẩn dật, đi đến nơi đâu cũng vậy. Có những lúc có nơi ăn chốn ở, có những lúc cũng ở rừng, có những lúc ở cội cây, ở những cái ngôi nhà hoang, hay là ở những cái chỗ ở của ngoại giáo. Có thể nói rằng Đức Phật ngài rất là đặc biệt hơn những cái người khác. Khi ta đến phải như thế này, khi ta đi phải ra sao, ngài không có cần thiết về những cái hành, về những cái sự đón chào, về một cái buộc người ta phải đón chào mình, buộc người ta phải trân trọng mình như thế này thế nọ, hoàn toàn. Và ngày đi đến đó, đóng vai chỉ là một người lữ hành, đóng vai chỉ một người qua đường, nhưng sau khi ngài đã quan sát, chứ chúng ta biết năm cái việc làm của chính ngài, xin nhắc lại là buổi sát khất thực tế độ những người hữu duyên, buổi chiều đó thì để mà tiếp độ cho các hàng cư sĩ tăng và tục, nửa đêm giáo giới, buổi tối thì giáo giới cho các thầy tỳ kheo, nửa đêm thì ngài trả lời những câu hỏi của vị chư thiên, đến cuối cùng thì Đức Phật ngài quan sát chúng sinh hữu duyên. Và cứ như thế
thì chúng ta thấy nếu chúng ta đọc kỹ thì sau khi mà ngài chứng đạo ở cái sau khi mà Đức Phật ngài vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương tại vườn Mai Isipatana, thì lúc này thì đâu có cái tu viện nào, đâu có một cái chỗ nào. Thì trong cái hạ này, cái hạ đầu tiên ngài cảm hóa được giá xá, là người đầu tiên, coi như là vào sau các vị anh em, sau anh em, sau các vị anh em Kiều Trần Như. Và chúng ta thấy đến cái hạ thứ nhì, thứ ba, thứ tư thì ở tại Ra Cha Cái Há, Phương Xá Thành, Kinh Đô Ma Kiệt Đà, dưới cái triều vua Bên Mi Sa Ra. Chúng ta nhớ khi mà Đức Bồ Tát cái ngày trên con đường mà tầm đạo, ngày ghé cái chỗ mà vua Mi Sa Ra, anh sư đang giảng rồi anh ơi. Alo, giờ sư đang giảng pháp rồi, chút xíu nó có gì sư gọi lên sau. Dạ xin có lỗi đi chú. Dạ. Thì trên con đường mà ngài đi tìm đạo đó, xuất gia đó, thì ngài có hứa với vua Bimisara, khi nào ngài chứng đạo chứng quả thì ngài sẽ trở về. Để đấy thì chúng ta thấy cũng tiếp độ, để về ngay đây để tiếp độ cho vua Bimisara. Và thứ năm thì tại quê Sali, tại nơi đây thì Đức Phật ngài ve nghe được vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh, và ngài đi về để thuyết giảng cho vua cha đặt thánh quả. Cũng trong hạ này chúng ta nhớ những sự kiện đặc biệt của Phật giáo, đó chính là ngày tiếp ngày bà Mahapachapakuti Gotami đã thỉnh Phật cho thành lập Tỳ Kheo Ni, đoàn Tỳ Kheo Ni. Rồi kính thưa quý vị, có thể nói rằng là một trong những cái điều đặc biệt chính là có cái đủ bốn chúng. Đến hạ thứ sáu thì tại đồi Mang Cú Lá ở trong thành Kosambi, thì ở trong cái hạ này tế độ cho cái mà hồi xưa lúc đó có một bà la môn, ông làm chỉ làm cho lửa và nước từ cái lỗ chân của ta phun ra để chỉ người cái tính ngạ mạng của ông này, cũng chính là thân bằng quý thuộc tại quê nhà. Và ngài dùng cái thần lực để thô phục người khác ngoại đạo. Thì cái hạ thứ bảy, đây là cái hạ mà cũng cực kỳ quan trọng, đó là ngài đi lên cung trời đậu lợi để tiếp độ cho bầu hậu Mahamaya, tức là mẹ của thái tử Thiết Vi Diệu Tạng, suốt 3 tháng ở tại nơi đó. Và chúng ta nhớ như vậy thì khi ngài trở về cái địa cầu hạ thứ 8, ngài nhập ở Phế Sơn Cá. Hạ thứ 9 tại Kosambi, thì Kosambi và cái dự kiện mà chúng ta nhớ, cái dự kiện tại Kosambi mà của các phật tử thì kêu cái chia rẽ Đức Phật ngài khuyến khích. Cũng trong cái hạ này nó có một điều mà có một cái đi ngày đi đến một cái xứ mà bị người ta mắng nhiếc chửi rủa thậm tệ, thì ngài A Nan mới thỉnh ngài đi, nếu mà giờ đi tới khác vậy thì cũng bị người ta nữa thì sao, đi hoài để đi nữa sao, thì Đức Phật ngài nói không đi nữa, không có đi đâu hết, không quá 7 ngày người Việt nó sẽ yên lặng. Thì quả thật như vậy, thì sau đó ngài đã tiếp độ. Cũng hạ thứ 10 này tại rừng, bắt đầu hạ thứ 10 tại rừng bắt đây giấc cá các thầy tỳ kheo gây cái sự chia rẽ với nhau. Và Đức Phật ngài đi ra một mình, ngài tránh xa cái hội chúng, và được vô ba đi giấc cá lo lắng cho Đức Phật. Chúng ta nhớ cái trong Thiện Pháp Cú đó có cái chỗ đó. Hạ thứ 11 thì tại Ekanala, một
theo một cái bà la môn là Kassira Paradocha. Khi Đức Phật ở tại nơi đây đó, thì ngài tiếp độ bà la môn Kassira Paradocha. Thế vậy thì và tại nơi đây ngài đã cảm hóa. Sau khi cảm hóa xong, ông ta xong, và cũng như tại nơi đây Đức Phật đã nói ông bà la môn, ông ta cài cấy, ông ta nói ông ta có cái cách cài cấy để mà nuôi sống. Vậy Samu Gautama có tự làm cái gì để mà sống không? Thì Đức Phật đã trả lời: đức tin là hạt giống, giới lực là mưa, trí tuệ là ách, ách cài là và cán cài, hạnh kim tốn hí rí, cán cài và tâm là dây cương, và niệm là sát tí, lưỡi cài và rối bò chính là cái chánh niệm. Như Lai sống với lục căn thu thúc, ăn uống có tiết độ, Như Lai để dùng cái hạnh chân chánh để giúp để nhổ cỏ dại thành đạo quả tối thượng A La Hán, mở dây thả bò, tinh tấn là thứ che chở, là thứ chở nặng và đã đưa Như Lai đến trạng thái không bị trói buộc niết bàn. Vì Như Lai đã kéo cái cài không, đã kéo cài xong mà không còn u phiền nữa, thì nghe xong kêu bà la môn ca sĩ Paradocha này đảnh lễ Phật và cúng dường ngài, và được ngài tế độ cho bà la môn này thành tựu. Và kính thưa quý vị, và cũng như vậy, và Đức Phật ngài có một duyên sự, Đức Phật ngài từ chối, không có nhận cái vật thực, mà do thuyết giảng lúc đó xong cũng vừa cho ngài, như là ngài từ chối, không có nhận. Bởi vì vật thực này là do ta thuyết giảng mà ta nhận, rồi ta không nhận. Và chư Phật không có nhận những cái vật thực mà cái nguyên nhân đó nó không có chánh mạng. Khi nào không thể dùng vật thực, khi truyền thống này còn được giữ gìn, thì đó chính là chánh mạng. Chỉ dùng những vật ẩm thực hoàn toàn trong sạch, bởi vì bậc thánh nhận lãnh cứ thực là cái ruộng phiền nhiêu để tất cả chúng sinh có thể gieo trồng hạt giống tốt. Và hạ thứ 12 tại Vairanchara, và trong khoảng thời gian này, kính thưa quý vị, ngài Xá Lợi Phất đã đến gặp Đức Phật và bạch hóa Đức Thế Tôn giáo pháp của Phật. Vì Phật nào tồn tại lâu dài và pháp vị nào không tồn tại lâu dài, mà Đức Phật trả lời: giáo pháp của chư Phật Quý Bác Si Sĩ Khi và Với Sư Phu không tồn tại dài lâu, không tồn tại lâu dài, còn giáo pháp của Đức Phật Các Cú Sanh Thá Cô Nang Kamana và Kassapa là tồn tại lâu dài. Đức Phật dạy rằng sự kiện này là do một vài vị Phật giảng giải cặn kẽ giáo lý và ban hành giới lực để hàng môn đệ có nếp sống kỹ cương. Thì nhân cái hạ này thì Đức Phật ngày mới xin, ngày xưa có xin Đức Phật ban hành những cái giới bổn ba la đề một số mà để thiết lập kỷ cương cho tăng đoàn, tạo một đời sống thiêng liêng cho tăng đoàn để tồn tại lâu dài. Và ngài nói cho bắt đầu Đức Phật mới trả lời: hãy nhẫn nại, ngài sẽ là Phật hãy nhẫn nại. Và Đức Phật dạy thêm: chỉ có Như Lai biết chừng nào là đúng lúc cho đến khi nào là trường hợp quen ố phát sinh đông hàng tăng chúng, Như Lai mới ban hành giới lực, Như Lai mới đặt ra giới lực căn bản cho hàng môn đệ. Còn chừng nào có những trường hợp đó đã trong tăng đoàn quen ố hàng tăng chúng, chỉ đến chừng ấy Như Lai mới ban hành kỷ cương giới luật để tận diệt các ô nhiễm ấy. Và hiện nay giáo lý của ngài, hiện nay giáo lý của ta, trong 500 vị tỳ kheo là vị đơn giản nhất, cũng là tu đầu quần, thì còn diện gì mà Như Lai phải thiết lập giới lực.
cho đến hạ Bồ Nhập Hạ đầu tại Vrindavana thì đã nói lên cái bắt đầu mới và cũng Bồ Nhập Hạ này bắt đầu đã tiếp tục có một cái luật tạng ra đời. Đức Phật này vô phương đến Suraya Cầm Kaspa và tại Đại Lâm Mahauka, ở trong Đại Lâm thì hạ thứ 13 tại Tảng Đá Kapila, hạ thứ 14 tại đây, chúng ta nhớ tại chùa Kỳ Vi Tịnh Xá, đây chùa Kỳ Tịnh Xá, và tế độ ngài Ra Hô La thọ của tục giới đúng lâm đó đúng ngày đúng 20 tuổi, hạ thứ 15 tại Kapila Quá Thú. Ở trong cái chết của vua Suppabuddha, tức là Suppabuddha đã xảy ra trong hạng này, giận Đức Phật và đã không có đã bỏ con, tức là Suppabuddha tức là cha của Vajudala, tức là nói theo làm tức là cha vợ của Thế tử Siddhartha, vì ông ta buồn giận nghĩ rằng tại sao mà Đức Phật này bỏ con gái ông ta ra đi. Thì ngay lúc này thì Đức Phật này nhập hạ ở nơi chôn nhau các khung của ngài, trong kinh ghi rõ như vậy. Hạ thứ 16 thì tại thành A La Quá, trong hạ này Đức Phật thu phục cái quỷ dạ xoa, A La Quá cá hung tợn tức giận. Khi Đức Phật này đi đến chỗ dạ xoa đông cá, thì lại xoa cá mới đi đến Đức Phật và bảo ngài hãy đi ra. Đức Phật nói được, tốt lắm, và ngài đi ra. A La Quá cá thấy tự nhiên xong mình nói biểu ông ta đi ra thì ông ta đi ra, thì A La Quá cá biểu Đức Phật ngài hãy trở vô. Thì lần thứ nhì ngài trở vô, rồi tới lần thứ ba vậy, và ông ta nói thêm một lần nữa thì Đức Phật ngài trả lời. Nhưng đến lần thứ tư thì ngài từ chối và nói với A La Quá cá muốn làm gì thì làm, bây giờ ta không đi ra thì cũng không có đi vào. Được nè ông Sa Môn, thổi ông một câu, nếu mà ông không giải đáp được tôi sẽ phân thay sẽ thịt của ông. Và văn qua bên kia sông Hằng, thì chính Đức Phật ngài trả lời. Cái này chúng ta lưu ý, đây là cái đặc biệt của các bậc chánh đẳng chánh giác. Không thấy được trên thế gian này, Như Lai không thấy ai, dầu chư thiên, Sa Môn, Bà La Môn, hay trong đám đông, trời và người, ai có thể phân tán tâm Như Lai, hoặc cắt xé tim của Như Lai, hoặc né nắm chân Như Lai, cố quăng qua bên kia sông Hằng. Tuy nhiên, nếu muốn hỏi cái gì thì ta sẽ trả lời. Chúng ta nhớ chỗ này nhé. Một cái đó chính là bộ của thân Phật, nó cứng và nó không có vụn bể được với bất cứ lý do gì. Chỉ là một cái tảng đá của đều bề đà bề đà đất đá lăn đá, nó còn một đá nhỏ nó rơi xuống mới trúng da thịt của ngài, do cái nghiệp quá khứ của ngài thôi, là nó chỉ chảy máu thôi chứ không có thể nào mà để mà gây trọng thương, mà gây coi như là mà cho Đức Phật này coi như là chúng ta tạm gọi là chết hụt á. Không có chuyện đó, bây giờ không có thể có chuyện đó. Ai có thể làm cho Đức Phật này ngày mà xoay chuyển về tâm và thân này, thân của chính ngài. Lúc ngài A La Quá cá hỏi liền, sở quý nhất của con người là gì? Điều gì hành đúng sẽ đem lại hạnh phúc? Hương vị nào là ngọt hơn tất cả? Sống thế nào gọi là sống cao thượng nhất? Thì Đức Phật đã trả lời, đức tin là sở quý nhất của con người. Giáo pháp được thực hành đúng sẽ đem lại an lạc hạnh phúc. Đức hạnh chân thật là quả vị ngọt ngào nhất. Đấy, sống với trí tuệ là được xem là cao thượng nhất. Rồi A La Quá hỏi tiếp, làm cách vượt qua trận thủy tai, làm sao vượt trùng dương, làm cách nào để trừ sầu muộn, tự thánh lọc bằng cách nào? Đức Phật trả lời, vượt qua trận thủy tai nhờ niềm tin, nhờ kiên trì, vượt trùng dương chế ngự sầu muộn bằng tinh tấn, tự thánh lọc bằng trí tuệ. Bắt đầu và sau ông A La Quá hỏi tiếp, thêm thành đạt trí tuệ bằng cách nào, làm sao mưu tìm sự nghiệp, thành đạt danh vọng bằng cách nào, cái gì cho tình bằng hữu trở nên khăng khít từ thế gian này tới thế gian khác, làm thế nào để tránh khỏi sầu muộn? Thì Đức Phật trả lời, người kiên trì sáng suốt có niềm tin, thành đạt trí tuệ bằng cách lắng nghe giáo pháp của bậc đại giác có khả năng dẫn đến niết bàn. Người làm công thích nghi một cách kiên trì cần mẫn sẽ không
sẽ tìm được sự nghiệp nhờ chân thật mà thành đạt danh vọng, nhờ hạnh chân thật, nhờ quảng đại khoan dung làm cho tinh tấn bằng thủ trở nên khấn khích. Cái chỗ này rất là đặc biệt, nhờ quảng đại khoan dung làm cho bằng hữu trở nên khích. Người cư sĩ có thành thật, có được bốn cái hạnh này, chân thật, giới đức, can đảm, rộng rãi, bố thí, sẽ không phiền muộn, sầu muộn khi qua đời. Được rồi này đó hữu, các vị sa môn hay bà la môn khác xem họ có quý báu, cao thượng hay chân thật, tự kiểm soát quảng đại và nhẫn nại không. Nhưng A-la-ca am hiểu lời Đức Phật, ta đã thấu hiểu bí quyết mưu cầu an lạc trong tương lai. Vậy còn phải hỏi các vị sa môn bà la môn khác làm gì? Thì Đức Phật này nói đó, nếu mà không muốn được cứ hỏi những người khác thì sao bà la môn khẳng định hôm nay chính sự an ổn, an lành tôi đã thấu hiểu được rằng của bố thí sẽ đem lại quả lành phong phú. Từ làng này tới làng khác, từ đô thị này đến thị trấn kia, tôi sẽ thênh thang đó đây tán dương công đức của một chánh đối tri, bậc của giáo pháp cao thượng. Và chúng ta nhớ tại hạ thứ 17 ngày nhập hạ tại Tây Trang Ca Hạ, hạ thứ 18 Đức Phật ngày nhập tại Cáp Bí Lá, và hạ thứ 19, hạ thứ 20 tại Tây Trang Ca Hạ. Và hạ 20 này Đức Phật này làm một sự kiện đặc biệt, đó chính là tế độ Angulimala, đã thâu phục tên sát nhân hung tợn Angulimala trong hạ thứ 20. Lúc nhỏ thì Angulimala được cha mình là quốc sư của xứ Kosala cho ăn học ở Takasila trong một trung tâm giáo dục trứ danh đương thời đó, và trở thành một vị đệ tử lỗi lạc thân tín. Thì ngài được đặt tên là Ahimsaka, tức là người vô tội. Nhưng vì chúng ta biết gì, vì đến những cái vị thầy, chúng ta tìm đến những cái vị thầy rất là nổi tiếng thì bất hạnh đó. Ông ta tin lầm cái ông thầy mình dạy ra cho, tức là phải tìm 1.000 ngón tay thì sẽ được một cái quả vị rất là tốt. Thì Đức Phật ngày ông ta viết đến 999 ngón cuối cùng, còn ngón tay cuối để ông ta mới đạt được cái quả vị. Thì Đức Phật đã dùng cái thần lực này biết Angulimala đã được cái hữu duyên, thì Đức Phật ngày mới đi đến độ. Thì lúc Angulimala mới nhìn thấy một con sa môn và nhìn thấy cái người mẹ của mình, bây giờ giết mẹ hay là giết giết Đức Phật. Bởi Đức Phật nếu mà Đức Phật ngày không đi đến kịp Angulimala giết mẹ thì coi như là hết thuốc chữa, tức là hết thuốc cứu rồi đó. Thì Đức Phật này đi đến, thì vì lòng bí mẫn là đi đến, thì lúc đó Angulimala nhìn thấy mẹ ngài và nhìn thấy Đức Phật, thì ông ta mới quyết định bây giờ phải phi được trong sa môn này, ta giết chết sa môn này. Thì lúc đó chúng ta nhớ Angulimala rượt theo ngài, thì Đức Phật này dùng cái thần lực đi một cách chậm rãi, nhưng Angulimala đuổi hoài nó không kịp. Thì lúc đó Sa-môn Gautama ông mới dừng lại, thì phần này mới dừng lại, ngài trả lời cho Angulimala: ta đã dừng. Ông nói dối, tại sao ông đang đi mà ông nói ông dừng? Thì lúc đó Đức Phật nói: ngài Angulimala, đúng vậy, Như Lai đã dừng mãi, dừng luôn. Như Lai đã từ khước, từ dứt bỏ, không còn cái hành động gây tổn thương cho một sinh vật nào. Còn chính ngươi đó mới bàn tay đẫm máu, mới sát hại đồng loại. Vậy Như Lai đã dừng, còn con thì vẫn còn tiếp tục gây đau khổ. Thì đến đây cái quả nghiệp của Angulimala thay đổi liền. Thì ông ta nghĩ rằng vị sư môn này chắc chắn không phải ai khác hơn, chính là Phật. Tâm tâm ông ta đến và quỳ xuống để đảnh lễ ngài và vứt bỏ đây, để chúng ta là phóng hạ đầu đau, bắt đầu xin quy y nơi ngài. Và ông ta chấp nhận cho ngài vào tăng đoàn, thì Angulimala đã trả cho một giá rất lớn.
thì riêng về Đức Phật này tích độ được Angulimala thôi là khắp thành. Khắp thành. Lúc này là khắp các thành đã được coi như là vang danh. Và riêng vua Cô Xá Lá thì cảm thấy nhẹ nhàng như thoát khỏi đại nạn. Không ai có thể giết được ông ta. Thật là đã vượt qua một đại nạn cho dân chúng. Thì như điều mà khi mà tu vào thì Angulimala vẫn còn có nhiều cái tâm tư đau khổ, vẫn còn nhiều cái phiền muộn mà cũng như là bàn tay mình ngứa máu luôn luôn, dầu cho có tu dầu giống như mà cái điều mình đã làm tội lỗi rồi thì nó cứ bị cắn rứt, nó cứ bị bất an. Ngài nhớ lại những cái tiếng khóc, ngài nhớ lại những cái tiếng van xin khi ngài đang thiền định, ngài không quên được. Thì một người kia khi ngài đang đi trị bệnh ở ngoài thì đi trị bệnh ở ngoài thì bị nhiều cái thương tích, bị người ta đánh đập ngài, bị người ta chổi đá ngài, rồi về chùa với đầy thương tích máu chảy. Thì chính Đức Phật này nói, Đức Phật này nhắc rằng đó là hậu quả bất thiện của những hành vi bạo ngược mà trước kia Angulimala đã làm. Và có một duyên sự rất là đặc biệt, đó là một ngày nọ lúc mà ngài Angulimala đi bắt, thấy một thiếu nữ lâm bồn rất là khó khăn, rên suýt ở bên đường, thì ngài mới đi về bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật này khuyên ngươi hãy đi trở lại và đọc những cái lời sau đây. Bởi vì cho nên cái kinh Angulimala nó có cái bài kinh này. Con hãy lên đến, quay trở lại, con đọc cho thiếu phụ nó nghe. Ngài đạo hữu từ khi được sanh vào dòng tộc Thánh, nghĩa là từ khi vào Thánh tộc, ta chưa hề có ý tiêu diệt đời sống của một bậc nào. Đó là chân thật này, ước mong cô mẹ tròn con vuông được bình an vô sự. Ngài Angulimala sau khi đọc xong thì thiếu nữ liền sinh ra một cách dễ dàng. Thì sau đó thì Ngài Angulimala chúng ta thánh quả. Nhưng điều mà trên con đường của chính ngài nó rất là đau khổ, bị người ta sợ hãi, bị người ta văn đá, bị người ta làm nhiều cái điều mà rất là đau khổ. Và cũng tại nơi đây chúng ta nhớ Đức Phật này mới nói không cần đến đệ đồng, cũng không cần gươm đao, mà trong pháp kinh 171 đã dạy. Và trong 20 năm còn lại, tức là thả thứ 25, còn 25 còn lại thì đa phần Đức Phật này ngự ở thành Sa Quá Thí và Vương Xá Thành, hay hoặc là ngài đi đến cái chỗ mà Búp Ba Rama, nơi mà cửa dịch Đông Phương đó, do Bà Sư Kha cúng dường. Thì hai cái nơi đây qua lại và cuối cùng là tiến về Kusinara. Thì chúng tôi chỉ sơ lược lại một cái quá trình hoằng dương chánh pháp của Đức Phật ở những nơi, có những lúc là những cái nơi tốt đẹp. Nhưng chúng ta nhớ có một điều, làm cái gì làm, Phật ngài cũng quay về lại quê cha đất tổ, quê cái quê hương của chính ngài, để tế độ, để thuyết giảng cho dòng họ sắc cái giá một hạ tại nơi đó. Và một hạ nơi đó cũng là để tế độ cho vua cha. Chúng ta thấy đây là một điều mà đặc biệt, và cũng là một lời cảm ơn cho Du Đại La và sự tiếp độ cho Rahula. Và thế là nơi đó cũng là lợi. Và chính Đức Phật ngài thiết lập ni đồ cũng là nơi mà ngài những năm tháng trở về ra chắc ra thành những Kapila Quá Thú, Ca Tỳ La Về. Có thể nói rằng cái con đường hoằng dương của Đức Phật nó nhiêu khê và chập trùng nhiều cái mà khác hơn những người khác. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ngài có đủ cái thần lực ngài có thể dùng mọi cách, nhưng cái điều đặc biệt của bậc đạo sư vị cha, bậc thầy cao cả của chúng ta là ngài tùy duyên
với mỗi hoàn cảnh. Một con người sinh ra giữa cái loài người và sinh hoạt cùng loài người, cái ăn, cái mặc, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng giống như con người, và dùng những nghe thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó ở cõi trần này để giảng dạy cho con người, để đưa con người, để chuyển mê khai ngộ con người. Lẽ ra nếu như người khác thì ta tận hưởng cái gọi là những thành quả mà ta bỏ ra để hy sinh, ta cống hiến. Bây giờ đến tuổi mà hưu là chúng ta hưu, nhưng chúng ta nhớ đi về Kusinara để viên tịch, và cũng là tiếp độ cái vị đệ tử cuối cùng là Suphatta. Chúng ta nhớ cái người hữu duyên cuối cùng đối với ngài đó chính là Suphatta, cũng không lẽ ra ngài có thể ở lại ở những kinh đô tráng lệ như Rajagaha, Tỳ Sali, Vê Sali hay vân vân, hay ở nơi của những cái vương thành rất là cao lớn và mạnh mẽ về kinh tế, về chính trị, về quân sự, về văn hóa. Nhưng Đức Phật này đi về Kusinara, và ngài A Nan thấy cũng là một điều hết sức là lạ, ngài mới nói: tại sao như thế, Bạch Thế Tôn? Ở những kinh đô mà nó lớn lao, những kinh đô mà có thể nói rằng là hết sức là đặc biệt, tại sao ngài không gặp việc ở nơi đó để được hoành tráng, để được tốt đẹp khi quả trắng, khi mà cái lễ trà tì của mà lại Đức Phật ngài mà Thế Tôn lại trở về ở Kusinara? Thì chính Đức Phật ngài trả lời cho ngài A Nan: này A Nan, Kusinara không phải là một phố thị nghèo khổ vắng vẻ và đơn giản đâu. Thời xưa tại thành Kusinara này là một kinh đô tráng lệ, kinh đô tráng lệ, nhưng thời gian vô thường đã thay đổi. Ngày hôm nay ở Kusinara nó không còn một cái hoành tráng lớn lao như vậy. Thì khi chúng ta thấy ở trong thế giới này có những nơi có những cái thành phố mà nó rất là mạnh mẽ và nó tráng lệ, nhưng đều do một cái thiên tai hay do một cái dịch bệnh mà biến mất và mất hoàn toàn cái sự sung túc, cái sự mạnh mẽ, cái sự hưng thịnh, cái sự thịnh vượng của đất nước đó. Bởi vì khi đọc trong kinh văn rồi, chúng ta mới thấy cái lời Phật nó rất là đặc biệt. Và tiếng về Kusinara này để tiếp độ Suphatta, và cũng Kusinara này Đức Phật này đã quán sát. Ngài ra đời vì lòng bi mẫn, để cho chúng sinh đi, để chúng sinh chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho chúng sinh. Chứ nếu như ngài ở để cho chúng sinh ngừng phóng hạ đầu đau đi, đừng có đến chém giết đâm chém với nhau. Chứ nếu như mà các nước người ta vân tập vào Rajagaha hay Kosala thì chắc chắn rằng có một cuộc chiến sanh linh đau thương xảy ra, để chúng ta gọi là để tên của tranh giành cái bảo vật của Đức Phật để lại chắc chắn. Và đặc biệt tức là người ta chia cái xá lợi của chính ngài yêu cầu thì phải đi về Kusinara. Đây là binh yếu, tướng cũng không có nhiều, và một đất nước chỉ là một cái vương quốc chỉ rất là nhỏ bé. Như vậy thì cái sức ép của các quốc gia hùng cường thì một cái là lui ngay. Thì chúng ta thấy như vậy thì nó tiến đến một cái hòa bình, nó tiến đến một sự yên ả tốt đẹp. Và chính có những người đứng ra để phân chia xá lợi một cách tốt đẹp sau khi mà lễ trà tì xong. Khi đọc được những cái chỗ này mà chúng ta mới thấy rằng chính Đức Phật ngài đã hiểu cho cuộc đời và đã mang lại cho cuộc đời từ khi
đi từ cái cội Bồ Đề về ở nơi coi như là ở ở cái chỗ chuyển pháp luân ở tại vườn này. Và Đức Phật ngày bước chân Ấn Độ từ đông sang tây, từ làng mạc thôn quê. Có bao giờ chúng ta nghe ngày đi, ít bao giờ ngày đi trên những chiến xe ngựa hay những cái đoàn được vua rồi được coi như là tùy tùng hầu cận để tiễn hoặc là để lo lắng để mà chăm sóc cho ngài. Và thật ngày hôm nay cái phương tiện hoằng pháp của chúng ta nó rất là tốt, từ xe cộ cho tới cả phi cơ cho tới cả máy bay, chúng ta cần đi xa. Chứ nếu như trường hợp mà từ đông sang tây thôi nói chừng 1.000 km, nhưng phải nói rằng là người xưa họ có những cái tâm hồn, có những cái tâm lực và sức lực hết sức là cường tráng, hết sức là mạnh mẽ. Chứ bây giờ chúng ta thấy đi bộ mà chừng 5-10 cây số thôi là cũng rất là xa, rất là dài, và có lẽ là thời gian không cho phép chúng ta nữa. Thì bao nhiêu đó thôi, chúng ta thấy cái sự hy sinh, cái sự thấm nhuần, cái sự cao cả của một vị Phật đã để lại cho cuộc đời bằng những cái, chúng ta nói thật sự, bằng những cái khó nhọc mà chúng ta không thể nói bằng lời. Những phương tiện nó rất là khó khăn, nhưng chúng ta phải nói rằng là dĩ nhiên Đức Phật luôn luôn được chư thiên quan sát, được chư thiên lo lắng cúng dường, cũng đã theo hộ cho ngài suốt dọc cái thời gian của cuộc đời ngài. Tại sao như vậy? Bởi vì các vị chư thiên đó cần để thấy, để biết khi cái việc mà Đức Phật ngài không có được hữu duyên. Chẳng hạn như có một lần ngài đi thức thật hỏi ngươi được không, được cái gì ngươi buồn không, thì Amadusi mới về là thay đổi cái tâm của quần chúng ở đó. Thì Đức Phật trả lời cái việc mà Như Lai thọ thực, cái việc mà Như Lai khất thực này, dầu được hay không được, tâm của Như Lai cũng luôn luôn an lạc như trời phạm thiên. Thì đây là một muốn khẳng định cho nhân thiên hiểu và biết được như vậy. Nhưng điều lúc đó chúng ta biết không phải là cái Đức Phật ngày không có điều kiện đâu. Lúc đó chư thiên ngày cũng dường, chư thiên cũng dường. Hay là một cái bát nước mà ở một cái sông mà đục đầy đó. Thì sự thật ra khi đến nghe Đức Phật, quả phước của ngài nó không thể nào mà đục đen được. Bởi vì cái vị bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng cho đó, nó khác hơn. Khi cái sự diễn tiến trước mặt là một chuyện khác, nhưng khi đi đến ngài là cái phước của ngài, là lúc đó chư thiên họ không thể nào mà để như vậy được. Chúng tôi nói cái thực tế luôn, chứ đừng nói chỉ cái phước có nhiều quá xanh, cái phước mà nó biến quá liền. Cũng như là cái đại nạn sắp tới, nhưng người có phước thì nó vượt qua, còn người không có phước thì sẽ bị cái nạn. Còn chuyện của Đức Phật thì không có chuyện đó. Cái tâm phàm phu của chính mình thì bị, chứ còn người mà được như Đức Phật thì có một giá trị tuyệt đối. Bởi cho nên chúng ta mới thấy là bậc toàn tri, là bậc toàn giác với nhiều khả năng, tuy là không toàn năng về cái của con người, nhưng Đức Phật này toàn năng với khả năng của mình. Chúng ta nhớ như vậy. Nhưng chúng ta nói rằng Phật toàn năng thì nó là khác, không có được. Đừng có nói sạch sạch chữ toàn năng như vậy, mà chúng ta nó có thể nói rằng rất nhiều cái điều mà Đức Phật ngài có thể làm được hết, nhưng Đức Phật ngài không làm để ngược lại quy luật của nghiệp quả hay quy luật của đời đã như thế. Chứ cái khả năng của chính Phật thì không có gì mà không thể, không có gì không thể nếu như tâm của ngài muốn. Bởi vì ít thứ ba đá mà tứ thần túc mà dục cần tâm và thẩm như ý túc, dục như ý túc của chính ngài. Ngài muốn cuộc đời này như thế nào, ngài muốn tất cả chúng sinh, tất cả những con người xung quanh ngài, cái làng phố xá đó nó như thế nào thì nó như thế đó. Coi như là mong cầu ước được, tứ nhiên túc là phải mong cầu ước được đó. Thì cái chanh đát, chanh đích thiếp ba đát bao nhiêu đó thì cũng đủ lực khắp cùng pháp giới lợi lạc rồi, nhưng tất cả cũng phải tùy duyên trên nhân quả.
của chúng sinh. Ở những cái người mà nghiệp nó dày quá, không thể được. Người mà ít nghiệp, ít dướng cái bụi trần, có thể soi sáng được cái pháp cái pháp nhãn của chính ngài, muốn soi sáng, có nhĩ thức để nghe được những cái nhĩ pháp của Đức Phật ngài truyền trao. Đây là những điều mà chúng ta phải nhớ như vậy. Và Đức Phật ngài làm việc thì những người hữu duyên với chính ngài mới tế độ, còn những người không hữu duyên với chính ngài thì bằng mặt được nhưng sẽ không bằng lòng. Còn ở đây là tâm phục khẩu phục, khẩu phục rồi mà tâm phục và vĩnh viễn mãi mãi. Ai khi được Phật ngài tế độ như chúng ta thấy giải số Alawaka hay là Angulimala hay là Phạm Thiên Bát Cát vân vân, tất cả những người đó có nhiều thần lực, có nhiều mạnh mẽ về thần lực, mạnh mẽ về đồ chúng, hay là có nhiều người tán dương, như là trong cái đường hoằng pháp của chính Phật nhiều lần tiếp xúc với các Bà La Môn mà có thần lực phô trương cho coi như là thi thấu với ngài, thì là Đức Phật ngài không có cần thi thố. Ngươi muốn làm cái gì ngươi làm, là Như Lai bình thản trước cái việc của các ngươi muốn thi thố. Bởi vì Đức Phật ngài không dùng cái thần lực, mà đệ tử của ngài dùng cái thần lực thì chính ngài cũng không cho phép. Như có một lần có một vị tỳ kheo trên đường khất thực đi về, có một cái Bà La Môn treo một cái bát trầm hương rất là đặc biệt. Ông ta nói bây giờ ai có đủ thần lực, ai có đủ khả năng bay lên mà lấy cái bát của ông ta, ông ta sẽ tán thưởng cái cúng dường rất là lớn. Thì có một vị tỳ kheo nó dùng cái thần thông, thấy ăn bay bay được hết trơn, thì vị tỳ kheo này mới dùng thần thông bay lên lấy cái bát xuống, cái bát trầm hương đó. Khi đi về bạch Phật, Phật khiển trách bạch ngài cấm rằng, giới lực đã được bị cấm mất, từ nay về sau các thầy tỳ kheo không có được tự động dùng thần. Mà chúng ta cả đoạn tức là khi mà không cần thiết. Cũng vậy, quả đó giáo pháp của Phật Đà, chúng ta từ bi và trí tuệ, không có tranh hơn tranh thua với người. Cho nên có đôi khi vì cái việc đó mà chúng ta cũng bị ăn hiếp nhiều, chúng ta cũng bị ngoại giáo dùng những cái tà tâm, cái tà đạo hại cho tăng đoàn, hại cho giáo pháp, nhiều cái sự thiệt hại. Và cái điều đó thì cũng do cái nghiệp duyên của tất cả chúng sinh thôi, chứ không phải là do cái chuyện gì, do cái nghiệp gì. Và khi biết hiểu biết được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta thật sự rất là tán thán, rất là kính Đức Phật. Bởi vì sao? Một con người đã để lại cho đời một cái sự từ bi. Nếu như mà tức là người ta gây oán thù cho mình, mình trả thù lại, thì không thể nào mà chấm dứt được. Thôi thì chấp nhận, lấy cái từ bi, lấy đức tính từ bi, lấy cái đức tính hỷ xả ra đối đãi. Và tất cả là tùy duyên thôi của cuộc đời, và cũng tùy duyên theo tuổi thọ và theo cái duyên của Phật Pháp cho tới ngày hôm nay. Và cũng thật sự là xá thú lành thai, tuy là có những cái sự thăng trầm của Phật giáo xuyên qua hơn 25 thế kỷ qua, nhưng cũng vẫn còn đó, cũng vẫn có chánh pháp, vẫn còn sáng ngời, chánh pháp vẫn còn được lưu truyền. Nói cũng còn có người nghe, nói còn có thể có người thấu hiểu, có người hiểu biết được, nhận và biết được nhân quả, nhận và biết được cái giá trị tu tập. Và họ đã tu tập, họ đã thành tựu, họ đã được tốt đẹp, họ đã được viên mãn, hoặc ít nhất cũng là làm lành lãnh dữ, cũng phóng hạ đầu đau, cũng quay về với Phật đạo theo cái duyên của chính họ. Có thể nói rằng chúng ta vẫn còn hữu phước hữu duyên khi có thể đọc kinh, khi có thể được nghe, khi có thể được tu tập trong hiện kiếp này. Chúng ta thật sự mà nói như vậy đó, chúng ta hiểu và chúng ta biết như vậy. Và chúng ta nhớ trong cái sự cúng dường, trong cái sự nhớ ơn của Đức Phật, không có bằng một cái giá trị
tự chúng ta thực hành, tự chúng ta thực nghiệm, tự chúng ta cố học và thực hành những cái lời dạy của chính Ngài. Đó chính là một sự báo ân, đó chính là một sự làm nhân làm duyên để chúng ta gần kề đến với Ngài. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta mới thấy được cái quả vị, cái giá trị của chính Phật nó là như thế nào. Mà trong kinh, cũng trong đại phẩm nói rằng Sotamang Basti thì Sotamang Basti tức là ai thấy pháp, người đó thấy Như Lai. Người nào mà thấy được Như Lai thì người đó có nghĩa là đã hiểu được, giác ngộ được pháp của Như Lai, mới thấy Như Lai. Cho nên chúng ta mới đồng đẳng cái tri kiến, chúng ta mới đồng cái tri kiến, tức đồng cái quả vị giải thoát như Đức Phật đã giải thoát. Còn ngày nào mà chúng ta chưa có đồng đẳng giải thoát, chúng ta đừng có nói như chúng ta đã thành quả vị Phật, cũng như đã đến coi như Tây Phương Cực Lạc, cái chuyện không có. Hay chúng ta đạt đến một cái quả vị tịch tịnh vắng lặng, nó không còn phiền não khởi sanh, cái đó là chính chúng ta đã coi chừng. Khi nào đó mà chúng ta đã thật sự chấm dứt sinh tử khổ đau, không còn cái trạng thái trở lui ở cuộc đời này, trong cái khổ đau, trong cái lạc, trong cái khổ, trong cái vui, trong cái buồn, trong cái vừa lòng hay không vừa lòng, khi nào mà chúng ta chấm dứt sanh hữu, hãy mà vô minh được chấm dứt, ái được cắt đứt, thì làm sao mà còn chấp thủ, mà chấp thủ không còn để ước mong được đời, được tái sanh đời sau. Đó là sanh hữu được cắt đứt, mà sanh hữu nghiệp hữu, không có sanh hữu thì nghiệp hữu làm sao mà khởi sanh. Sanh hữu nghiệp hữu không khởi sanh thì không có, có cái sanh ở trong cuộc đời, thì làm sao mà có già chết sầu bi khổ não, làm sao có cái sự đau khổ trên cuộc đời nữa. Đó chính là cái sự tịch tịnh, có sự vắng lặng. Mà cái kinh đã dạy Yovo Anando Mayathamo Chawinayo Chathamadesito, tức là sau khi Như Lai viên tịch lấy pháp và luật làm thầy, hỡi này các vị tỷ kheo, nhớ lời tối hậu lo âu phận mình, hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường biến đổi huỳnh ngoại tiêu. Như Lai căn dặn một điều ráng lo tu tập, chớ nhiều dễ vui, là như vậy. Giờ phút cuối cùng cũng gửi lại cho đời đầy tình và lý, để kiếp nhân sinh ai hữu duyên, ai có sự tinh tấn mà thọ trì, mà thực nghiệm để thành tựu như chính Ngài. Và kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều chi sẽ tất kính ngưỡng mong chư Phật tử tăng bổ túc được hoàn mãn, và cũng như chư Phật tử quý tu nữ quan hệ cho. Kính chấm dứt thời dẫn thuyết nơi đây, trước khi dứt lời kính dân Phật Phật lành, để Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh ký linh ở tại chùa Bồ Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, cũng như ở các chùa của chư tăng và của nhà quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, và chúng ta cố gắng để thực hành ít nhiều để đáp đền công ơn của Đức Phật đã dày công tu tập ba la mật, và cũng như dày công trong hiện kiếp cuối cùng để thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, và để lại cái pháp thân như chúng ta tu tập và hiểu biết cho đến ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị nghe. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá. Sa thủ cái trường truyền tập tự nguyện với pháp luận vừa rồi. Quý Phật tử chúng tôi đang ở bên ngoài, để quý vị có thể cho chúng tôi biết rằng ngoài Hòa Thượng Từ Sư, Hòa Thượng Từ Sư đây, Hòa Thượng Mật Tĩnh, Hòa Thượng Định Nghĩ rồi. Ngoài Thượng Tọa Tư Quyền ra thì còn có vị giảng sư nào khác đang có mặt ở trong lớp không? Nếu quý vị này nào đã. Thì vâng, có lẽ chỉ còn lại về chúng tôi và Thượng Tọa Tư Quyền. Do vậy chúng tôi xin được tiếp theo lời của Thượng Tọa Tư Quyền để đề cập đến một số điểm liên quan đến bài học ngày hôm nay, chương trình hoạt hôm nay. Chư Tôn Đức và Thư Nguyễn Phật Tử, chúng ta có thể dễ dàng thấy được là
khác với nhiều nền văn hóa trên thế giới, nền văn hóa Ấn Độ đó, mang đậm cái màu sắc tín ngưỡng. Và ai có sanh Ấn Độ rồi đó thì dễ dàng nhận ra rằng cái nếp tín ngưỡng nó ăn sâu vào trong đời sống của người Ấn Độ. Chúng ta nói như vậy là chúng ta nói một cách chung chung, nhưng mà nói một cách thuần lý đó, thì cái kiến chấp của người Ấn Độ rất là khó thay đổi. Không phải chỉ có những cái quan niệm về thần ngã, mà ngay cả quan niệm về giai cấp. Chúng ta cứ tưởng tượng một điều rằng một người ở trong giai cấp cùng đỉnh thì họ cũng chấp giữ quan niệm rằng sở dĩ họ mang cái thân phận cùng đỉnh như vậy đó là cũng do ý muốn của Thượng Đế, và họ nên chấp nhận điều đó. Tự mình chấp nhận một cái quan điểm áp đặt là mình giai cấp nô lệ cùng đỉnh, thì chúng ta có thể hiểu được cái kiến chấp của người Ấn Độ là như thế nào. Hay hoặc giả là người Ấn Độ họ tin vào các pháp tu khổ hạnh. Ngày hôm nay không thiếu gì những phim tài liệu mà quý Phật tử đọc ở trên YouTube rất là dễ dàng. Vào mùa đông, người Ấn Độ ra sông Hằng để mà tắm, và những vị tu sĩ tu khổ hạnh có thể phơi ngoài nắng rất nóng, mà giữa trời chưa nắng như vậy thì họ phơi mình ngoài nắng. Theo quan giả là họ có một số những cái hình thức tín ngưỡng mà ngày nay ở các quốc gia khác xem là rất là khó dễ dàng để chấp nhận, như là thờ chuột, thờ rắn. Khi thờ chuột họ cúng dường sữa cho chuột, họ xem đó là một vị thần. Thờ chuột, thờ rắn, thờ khỉ. Và khi mà người ta giữ chấp giữ những quan niệm thờ cúng này đó, thì nó không đơn giản là niềm tin của một người, mà cả một cái xã hội, cả một cái văn hóa, và cả một cái chiều đề của lịch sử mà những người này bám víu chặt vào trong đó, không có thể nào thảo luận một cách cởi mở, lắng nghe một cách khách quan, và thảo luận và có thể tìm hiểu một cái tri thức được. Một vài cái ví dụ như vậy thôi thì nhắc chúng ta một điều rằng Ấn Độ từ xưa, rất xưa trước khi Thế Tôn ra đời và mãi cho đến hôm nay thì cũng không có khác, dạ không có khác nhau về cái quan điểm, về thái độ, về cái kiến chấp của họ đối với tín ngưỡng tôn giáo. Chúng ta nên biết rằng Đức Phật Ngài không đi vào trong cuộc đời bằng cái mà chúng ta nói rằng làm thỏa mãn cái tri thức, hay hoặc giả là chiều theo cái tín ngưỡng dân gian. Ngày nay các vị tu sĩ, kể cả tu sĩ Phật giáo mà đặc biệt Phật giáo Đại Thừa đó, trong cái quan niệm mà gọi là khế cơ, tìm cách chiều theo cái thị hiếu của chúng, như là chúng ưa thích về cúng bái, chúng ưa thích về nghi lễ, ở về bói toán, về cúng sao hạn, thì chúng ta vẫn làm, và làm như vậy để giữ được Phật tử đi chùa. Điều đó không có ở Đức Phật và các đệ tử Ngài khi Ngài còn tại thế. Đức Thế Tôn có một thái độ rất rõ ràng và hết sức là tương phản với cái quan niệm xã hội. Khi mà Ngài cho một người cùng đinh như là người quét rác Sunita trở thành một vị tỳ kheo, Đức Thế Tôn đã có một thái độ rõ ràng. Khi mà người ta hỏi Ngài rằng với một người đã chết và những người khác đứng chung quanh đọc những câu thần chú để cầu nguyện cho người đó được đi lên, thì Đức Phật Ngài hỏi rằng một cái tảng đá mà bỏ chìm xuống nước, mọi người có thể nói rằng xin tảng đá hay đổi lên đổi lượt không? Thì không.
Đức Phật Ngài đã rất là rõ ràng khi mà trong một xã hội quan niệm về giai cấp, về dòng dõi thọ sinh là một cái chân lý mà không ai phủ nhận được. Và khi người ta đặt vấn đề giai cấp đến Đức Phật thì Đức Phật Ngài dạy rằng không phải do dòng dõi giai cấp mà con người cao quý hay thấp hèn, chính là hành vi tạo tác khiến cho người thấp hèn hay cao quý. Như vậy thì những ví dụ này cho chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài đi một cuộc đời và ngay tại cái bối cảnh xã hội Ấn Độ, Ngài dạy những điều mà có thể nói là hoàn toàn trái ngược từ phương diện tín ngưỡng như là thờ các thờ đa thần cho đến các cái pháp tu đặc biệt như là khổ hạnh, cho đến những cái triết lý như là triết lý về tự ngã, về đại ngã, về tiểu ngã. Những điều đó đó là cả một cái nền tảng vô cùng rắn chắc của cái bối cảnh Đức Phật ra đời. Và ngày hôm nay khi mà Phật giáo đến Tây Phương có một cái xã hội mở rộng hơn nhiều, những người trí thức lắng nghe hơn nhiều, vậy mà chữ tăng hoằng hóa ở đây cũng không phải là chuyện dễ. Nói gì tới một cái xã hội như Đức Phật, có nhiều người đã nói một chuyện mà mới nghe thì có lý nhưng mà suy nghĩ kỹ là rất là khôi hài, khi mà họ cố tình nói rằng Đức Thế Tôn là một người xuất thân từ Bà La Môn giáo và Ngài chỉ là một tín đồ của Bà La Môn giáo cả đi, tức là cũng dựa trên quan niệm của Bà La Môn giáo về luân hồi, về nhân quả, nhưng mà Ngài nói khác thì một chút thôi. Những người đó thật sự khi họ nói như vậy họ không hiểu gì về Đức Phật. Chứ gì phải học hiểu Phật pháp, phải đào sâu vào tâm tạng Pali mới thấy. Đạo Phật không nói đến một cái bản ngã hằng hữu như là Bà La Môn giáo nói. Đạo Phật không nói đến một cái đấng thượng đế mà ban phúc tha tội như Bà La Môn giáo nói. Đạo Phật không nói đến một sự luân hồi tịnh hóa mà theo cái dòng luân hồi con người sẽ tự thanh tịnh như Bà La Môn nói. Đạo Phật không có nói là phải tu theo khổ hạnh, tại vì con đường của Đạo Phật là con đường trung đạo. Hơn ai hết, khi người Phật tử đi vào trong tâm tạng kinh điển, và cho dù chúng ta không biết nhiều về Bà La Môn giáo, nhưng mà những gì được đọc ở trong trường bộ kinh, trung bộ kinh và nhiều bản kinh khác thì cho chúng ta một hình ảnh hoàn toàn khác biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo. Đức Thế Tôn ngay trong cái bài kinh Trường Pháp Luân, Ngài đối diện với năm đạo sĩ Kiều Trần Như. Nhóm đạo sĩ này là bốn là năm vị đạo sĩ Bà La Môn rất là nặng lòng với pháp tu khổ hạnh. Và Ngài đã mở đầu pháp thoại, bài pháp đầu tiên gọi là kinh Trường Pháp Luân đó, với câu nói rằng có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh xa, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Và rồi khi mà Ngài kêu gọi chư tăng hãy đi, mỗi người đi một ngã, đừng đi hai người chung một con đường, đem giáo pháp toàn chân toàn thiện toàn mỹ ở sơ thiện trung thiện hậu thiện để quảng bá vì lợi ích của chư thiên và nhân loại. Chính bản thân Ngài cũng đi một mình, Ngài đi về Uruvela, Ngài đến đó để gặp 1000 vị đạo sĩ được lãnh đạo bởi 3 huynh đệ, đó là đạo sĩ Uruvela Kassapa, đạo sĩ Gaya Kassapa, đạo hữu Nanh Đa Kassapa. Thì thưa quý vị, những đạo sĩ này là những vị nguyên Bắc Kinh Thệ Đà chấp trì những cái giới cấm thủ rất là sâu nặng và có một cái sự tự hào hãnh diện về đức tâm linh của mình. Đức Thế Tôn đã có rất nhiều thể hiện về thần lực, kể cả tha tâm thông, cuối cùng thì tổng hóa và hướng dẫn 1000 vị trở về với chánh pháp. Và chúng ta cũng bắt gặp vô số
những cái trở ngại khác trên con đường hoằng hóa mà Đức Phật phải trải qua, kể cả quan niệm về xã hội. Ví dụ như người Ấn Độ có quan niệm trọng nam khinh nữ, và Đức Thế Tôn ngài đã dạy rằng con trai hay con gái thì không phải là một điều quý cái nào hơn, con nào quý hơn con nào, và con nào hiếu thuận là con có tốt nhất. Hay Phật giả là cho phép giáo đoàn Tỳ Kheo Ni được thành lập, khi người nữ được xuất gia. Hay Phật giả, Đức Thế Tôn ngài đã cho phép một tướng cướp buộc sát một tỷ nữ, một người bần khổ được xuất gia trong giáo pháp, nếu người thấy điều người đó có cái điều kiện tiến bộ. Đó là những bước đột phá mà Đức Thế Tôn dành cho muôn loài, đơn thuần là chỉ vì lòng từ bi của ngài. Nếu là chỉ nghĩ đến bản thân của ngài, nghĩ đến giáo pháp, thì ngài chỉ nhận những thành phần ưu tú nhất của xã hội, như là tôn giả Ma Kassapa, như là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ananda. Họ là những người trí thức, họ là những vị hoàng tử thế gia vọng tộc, họ là những thiện gia nam tử được thành phần, được trọng vọng ở trong xã hội. Không, Đức Thế Tôn đã cho phép một người sa di 7 tuổi xuất gia, ngài đã cho phép một người cùng đinh được ngồi chung chiếu với các vị tỳ kheo như tỳ kheo Sunita, và ngài đã đem chánh pháp đến cho chư thiên và nhân loại thuần từ cái tâm đại bi của ngài. Chư Phật tử, chúng tôi xin được nhắc quý vị một điều trước khi chúng tôi tiếp tục đó. Đó là chúng tôi đang tiếp theo lời của Thượng tọa Thích Quyền. Để Thượng tọa Thích Quyền nghỉ ngơi trong giây lát, bởi vì mới có phần pháp ngữ. Và nếu có chữ tôn đức nhỏ vào rung như Thượng tọa Tân, Thượng tọa Đăng, thì quý vị quan hệ cầm biết. Dạ, cầm biết bên cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cùng thử quý ngài để trả lời các câu thảo luận. Bây giờ thì chúng tôi sẽ trở lại với điều mà đang nói. Thưa thì đối với chúng ta, cái khó nhất khi mà nói đến tôn giáo, đến tín ngưỡng, thì là chúng ta nói đến cái nhìn. Người Ấn Độ đặc biệt là có một cái quan niệm ảnh hưởng sâu sắc bởi chân lý tôn giáo. Và với chân lý tôn giáo, nhiều khi không phải là người ta lười suy nghĩ, nhưng mà người ta không chịu suy nghĩ. Người ta hoàn toàn không chịu suy nghĩ. Ví dụ như một khi chúng ta đã tin vào cái thuyết thiên mệnh, tiền mệnh, định mệnh, định mệnh đã an bài thì không thể thay đổi. Nhưng mà Đức Phật ngày nãy rằng con người có thể chuyển hóa, và không phải chỉ là sự chuyển hóa đơn thuần, mà sự chuyển hóa tận cùng của tâm thức, con người có thể tốt hơn. Đó là một thách thức của tất cả những nhà giáo dục, của những người có trách nhiệm xây dựng cuộc đời, như là vua chúa, quan quân, vân vân. Nhưng mà không có ai giống như cái Phật. Không dùng nhà tù, không dùng hình phạt, không dùng sự dụ dỗ, dọa hẳm, mà ngài dùng con đường giáo dục để mong mỏi, để thuyết phục người khác thay đổi. Và con người muốn thay đổi trước nhất là bản thân của họ phải thấy được cái khả tính chuyển hóa của họ. Nếu họ không chịu thay đổi, họ không muốn thay đổi, mà họ không có chấp nhận rằng mình có thể thay đổi, thì không có ai thay đổi được người đó hết.
những ngày không dễ thuyết phục đâu. Tại vì đúng đến đa số con người đó, thì con người có tin rằng chúng ta bị an bài bởi một số mệnh. Chuyến dài cũng có số, thì nói chi là cuộc đời của chúng ta nó cũng có số. Và số mình đã an bài thì chúng ta không cãi lại được. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa quét la đa. Và đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực với chính mình. Mình muốn mình tốt, mình muốn mình thánh thiện, mình muốn mình cao quý, nhưng mà chúng ta lại rất xấu, rất là ác, rất là tầm thường. Thì nói sao đây? Bản thân của chúng ta không có đủ niềm tin. Không đủ niềm tin thì lấy gì mà chúng ta chuyển hóa? Đức Thế Tôn đã làm một việc là Ngài thuyết phục cho đa số quần chúng thấy được rằng đời sống có thể chuyển hóa. Khi mà Ngài tuyên bố rằng này chư tỳ kheo, nếu tất cả đều được an bài đã định sẵn không thể thay đổi, thì Như Lai không nói rằng thì nỗ lực tu tập có giá trị. Và thứ gì chúng ta cũng thấy cái nhìn phần đông của con người nhìn rất là hời hợt lắm. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, thì nghe câu chuyện Nguyễn Trường Độ đi bơi bên Pháp trở về, nói những điều mà Nguyễn Trường Độ trông thấy cái gì chúng ta thắp đèn ngoài đường thì ngọn lửa nó phải cháy lên, còn này đèn đút xuống mà nó không cháy, bóng đèn đút xuống mà cháy nó cũng thấp, chính là nó đèn điện. Thì tôi nhìn cười, Nguyễn Trường Độ đưa ra những điều tay nghe mắt thấy nhá, mà cái điều mình hủ nho nhá là chê bai điều đó. Đó là cái chuyện mắt thấy tay mà lặp lại cũng người ta cũng khó nhận ra, hiểu ra, khó chấp nhận. Thì hà huống chi là Phật Pháp. Phật Pháp dạy những điều. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Và sự khác ái là chấm dứt cái nhân sanh đau khổ. Chấm dứt nhân sanh đau khổ là diệt đế. Những điều đó thật ra khó hiểu lắm, khó lãnh hội lắm. Chúng ta rất sợ nói về bản chất vô thường, khổ đau vô ngã. Chúng ta rất là sợ nói về cái bản chất không có cái tôi, cái ta thực hữu. Chúng ta rất là sợ mà chấm dứt khác ái. Tại vì đó là tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta hy vọng, tất cả những gì chúng ta đặt để xem là hạnh phúc, là chân lý đối thượng trong cuộc đời. Và thậm chí có khi Đức Phật Ngài dạy rằng những gì mà Ngài dạy đi ngược dòng đời, đi ngược lại với trào lưu, đi ngược lại kiến chấp, đi ngược lại với quan niệm cố hữu của tất cả muôn loài. Quý vị, quý vị chờ chúng tôi chút xíu nhé. Dạ, quý vị, quý vị. Dạ, xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Xin hỏi Thiền Tọa Tư Viện, Thiền Tọa có thể giúp cho khoảng 5 phút không mình đó? Nếu Thiền Tọa Tư Viện có thể giúp Thiền Tọa phút, thì xin chỉnh Thiền Tọa hoan hỷ trở lên cầm. Và sau 5 phút sẽ trở lại với Thiền Tọa liền. Để có công việc chút xíu anh Thiền Tọa. Dạ, giờ tính Thiền Tọa hoan hỷ giảng cho 5 phút. Rồi sau đó sẽ trở lên. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Có thể nói rằng trên cái con đường hoằng pháp của Đức Phật đó, chúng ta chỉ so sánh một chút xíu thôi với bất cứ một cái hình thức nội dung của ngày xưa so với ngày nay. Kính thưa quý vị,
chúng ta chỉ có một nội dung, nếu như vị pháp sư đó có sự kính pháp, vị pháp sư đó phải có một cái sự thọ trì một cách căn bản, thì chúng ta tạm thời gọi là nó còn cái gì đó mà chúng ta để nhớ để thương. Chứ nếu như trường hợp mà y như lời của Ngài đã dạy, nói như lời của Ngài đã dạy mà không đổi thay kìa, chứ còn không có y kinh, không có y luật, mà nói theo một tư tưởng của chính mình, cái sự hiểu biết của chính mình. Mà thường các vị nói rằng đem đạo vào đời và phải sống với đời, rồi dùng cái đời đó giảng hóa, thì điều đó lại càng rất là nguy hiểm. Đức Phật Ngài đã vào đời để đem đạo vào đời, vào đời đem cái đạo của Ngài vào đời, chứ không phải vào đời lấy rồi vào đời rồi lấy cái đời đó chuyển tại đạo, không phải vậy. Mà Đức Phật Ngài vào đời để chuyển tại để ban thuyết cho đời về đạo. Cái hai cái thiên hướng rất là khác nhau. Mà nếu như người nào mà nó vào đời thôi kệ, mình cứ nhập thế ở cuộc đời, rồi cuộc đời nói sao rồi từ từ mình nói như vậy, thì quả thật, bởi vì chúng ta mới thấy rằng có một sự khác biệt rất là lớn lao với những người mà có cái tâm cầu đạo, với người có cái tâm thuyết giảng đạo. Cái tư cách, cái vai trò của một vị pháp sư hay một con người chuyển hóa đạo, không cần phải là một vị pháp sư, một vị thượng tọa, một vị hòa thượng, một vị đại đức, một vị tỷ kheo nào cả, mà chính quý vị cũng là một trong những người để chuyển tải đạo một cách đúng đắn nhất hàng cư sĩ. Có thể nói rằng là cũng một phần, dù trong nước hay ngoài nước, thì cũng được những người bạn đạo, bắt đầu nghe những người bạn đạo giới thiệu, nghe những người bạn đạo nói sơ và giải thích cho mình, thì cái sự giải thích đúng pháp đó cũng là một phần mà chúng ta đi trên tinh thần đúng cái nội dung mà Đức Phật Ngài muốn. Chúng ta phải hiểu, nếu như nói đúng kinh, nói đúng cái lời dạy của Ngài, thì xem như chúng ta mới thực hiện, mới đang đi trên con đường, đang vận chuyển bến xe Pháp Luân Vương của Ngài. Còn nếu mà chúng ta nói mà nó ngoài cái bánh xe chuyển lương Pháp Vương đó, thì chắc chắn là chúng ta đã tà đạo, đã xa chân lý, đã xa cái lời dạy một cách quá xa, và đã sai một cách quá sai. Đây là sự thật. Cho nên vì vậy, tất cả chúng ta phải có thể nói rằng là rất may mắn nếu chúng ta được những vị thầy, được những cái người bạn đạo mà đồng trí kiến, đồng cái sự tu tập, đồng cái giới hòa, đồng cái thân hòa, đồng cái khẩu hòa, là quá tốt đẹp. Cho nên trong việc phụng sự, trong việc làm việc, chúng ta cũng nhớ cố gắng vượt qua đi những cái cá nhân, những cái tự ái, những cái bực bội, để tất cả chúng ta có một cái tâm hy sinh và phụng sự cho Phật Pháp. Đây là cái điều thật, thì chúng ta sẽ được cái phước phần rất là tốt đẹp, rất là cao cả. Còn ngược lại, nếu mà như chúng ta không có một tinh thần đó, thì chúng ta sẽ khó được đến với đạo và thực hiện như lời dạy mà Phật đã dạy cho chính chúng ta, rất là khó. Xin xác nhận là vậy, xin nói thật và thẳng là như thế. Nếu chúng ta không có cái tâm dũng mãnh, không có cái tâm mà để thọ trì, thì quả thật chúng ta rất là khó để chúng ta thành tựu được, để đạt được cái quả vị của cái ý muốn của mình. Bạch Hòa Thượng đã có mặt chưa? Thì nếu như Hòa Thượng chưa có mặt, con vẫn tiếp tục. Dạ, có mặt rồi. Dạ, có mặt. Dạ, có mặt. Hòa Thượng. Dạ. Sao đúng ở tiến trình thì thật tuyệt. Thưa Phật tử, nếu chúng ta lắng tâm một chút, thì mình sẽ hiểu có một số cái tính chất rất là đặc biệt của Pháp.
ở đây Phật, ở đây là lời dạy của Đức Phật. Đi ngược lại với cái thị hiếu, đi ngược lại với số đông. Như pháp của Đức Phật là đạo lý thật. Không người phần đông thì cái này thích cái kia. Pháp của Đức Phật là pháp mang cái tính cách động cơ thanh tịnh. Con người thì ưa thích hội chúng, ưa thích ồn ào. Pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta tinh tấn, không thường lười biếng. Không phải lười biếng tu tập mà cái lười biếng suy nghĩ nữa. Và khi mà Đức Phật dạy mọi người sống hướng vào đời sống nội tại, thì thường các ít người hoan hỷ với điều này. Ngay cả trong cộng đồng Phật giáo ngày nay đó, người ta vẫn ưa chuộng cái gì ồn ào hào nhoáng ở bên ngoài hơn là cái gì có giá trị thực sự. Những cái giá trị mà sâu kín nội tâm cả thường không có quảng cáo rầm rộ và không có nhiều Phật tử ưa thích hoan hỷ đâu. Nó đã là một chuyện khó. Ngay cả những người mà có phát tâm hoan hỷ thì do cái thói quen nhiều đời, do cái tập tính cố hữu của chúng ta đó, thì chúng ta cũng không có đi xa được. Đó là lý do tại sao quý vị thấy nói đến phát triển Phật giáo thì chúng ta nặng về bề thế cơ, nặng về hình thức, mà chúng ta không có chú trọng về nội dung. Nói sự phát triển Phật giáo thì chúng ta nặng về những cái hội chúng vui, hội chúng đông đảo hơn là sự tu tập nỗ lực cá nhân. Chúng tôi nhắc điều này để đôi khi mình nghiệm lại cái công hạnh bi vẫn bao la của Đức Phật và chư vị thánh đệ tử. Khi mình dìu dắt được sanh đi vào cuộc sống tinh thần, ngay cả điểm này thưa quý vị, Phật pháp dạy chúng ta buông xả chứ không dạy chúng ta cố chấp. Dù là cố chấp hận thù hay cố chấp tham lam hay cố chấp một quan kiến nào đó, Đức Phật dạy chúng ta buông xả. Mà cái bản chất của con người chúng ta đó là thích chấp thù, thích có thêm chứ không thích buông xả, thì điều đó đã là khó cho chúng ta đến gần Phật pháp rồi. Đức Phật này sẽ đi qua tất cả những điều đó. Đức Phật này đã tuyên thuyết về một con đường, mà con đường đó đi ngược dòng đời, đi ngược lại với trào lưu. Tuy vậy trong vùng cứu ấn thời bây giờ, từ xứ Kuru mà ngày nay chúng ta gọi là Delhi, chạy xuống tận bình West Bengal, ôm trọn cả trong khổ sông Hằng. 16 độ này đa số là theo Phật giáo. Vùng đất nào, nơi nào cũng có những người Phật tử, cũng có những tấm y vàng. Mà buổi sáng sớm đi vào trong thị thành hay những con đường đi khất thực. Đó là một thời đại hoàng kim của Phật giáo. Thời mà thứ vị có những vị vua bỏ ngai vàng trở thành vị xuất gia. Thời mà có những vị vua chúa quỳ đảnh lễ lấy cái trán của mình chạm lên chân Đức Phật như trường hợp của Ba Tư Nạn. Thời mà thứ vị có những thiện gia nam tử coi cái cuộc sống vinh hoa phú quý như là chiếc giày đó, sẵn sàng bỏ lại phía sau, như là ngày đất thấp ba lá, như là ngày giá sáng.
quý vị đại chúng thêm một xíu quý vị. Và rồi khi mà chúng ta chiêm nghiệm về công cụ hoặc hóa giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không đem một cái nguyên tắc, một cái giáo thuyết mà bắt buộc mọi người phải tin theo chỉ có một như vậy. Và giáo pháp của Đức Phật đa dạng, có cả một cái hệ thống giáo lý cho người xuất gia cũng như người tại gia. Giáo pháp của Đức Phật có những hướng dẫn cho những người tu thiền, nắng động tâm tư, đi đi bộ thế giới sâu kín của tâm mùi. Mà giáo lý của Đức Phật cũng có những lời dạy cho cuộc sống hàng ngày, như là chúng ta đọc ở trong kinh Thi Ca Việt. Đức Phật, Ngài đã có nhiều pháp thoại dành cho những đứa trẻ, dành cho những người đang đau khổ cực kỳ, như Patachara, Isakotami. Có những lời dạy cho những người vua chúa, như Bà La Môn. Hầu như tất cả mọi tầng lớp của con người, từ mọi nẻo đường, từ mọi hoàn cảnh đến với Đức Phật, Ngài đều có lời giải thích hợp cho từng người Đức Phật. Chỉ nhớ là hồi nhỏ con mình trong bài chánh pháp sư trước kia Việt Nam, chứ là đọc nói chứ tôi không biết ở tác giả muốn nói gì, nhưng mà nghe rất là thú vị. Chúng sinh vốn đa tình lắm rồi, dạ, chúng sinh vốn đa tình rồi, ở đi cho người lớn lên thì chúng ta hiểu là chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau. Và bởi vì chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau nên Đức Phật, Ngài đã có nhiều cái lời dạy, Ngài phải sử dụng nhiều lời dạy khác nhau. Và rồi thưa Phật tử, chúng ta cũng được nghe điều này từ giáo pháp của Đức Phật. Có những chúng sanh chỉ nghĩ đến đời sau, thì Đức Phật có nói đến luân hồi, Ngài có nói đến thiên giới, Ngài có nói đến những cảnh giới tái sanh và con đường dẫn đến những cảnh giới tái sanh đó. Nhưng mà rồi cùng lúc Đức Phật này cũng có đưa ra những cái lời dạy rất là hữu ích cho những người muốn sống trong hiện tại, tập trung ở đây và bây giờ. Chúng ta thấy dường như là có đôi lúc hệ thống giáo lý gần như là tương phản mâu thuẫn với nhau, nhưng không phải vậy. Chỉ là sự đáp ứng nhiều căn cơ trên độ. Đức Phật càng có dạy cho những người xuất gia vào sống đồng rừng, nhưng mà có những điều Đức Phật dạy cho người cư sĩ. Ngài ra ra, Ngài nói dạy về điều này, Ngài biết điều này, Ngài nói rằng giáo pháp của Đức Phật có sữa cho trẻ em, thức ăn cho người lớn. Chúng ta cũng cảm nhận rằng Đức Phật rất khác với nhiều vị giáo chủ của các tôn giáo khác. Ngài chưa bao giờ dạy rằng Ngài sẽ thảo luận tất cả mọi vấn đề ở bất cứ ai, mà Ngài nhấn mạnh rõ Như Lai dạy về sự khổ và có được những sự khổ. Ngài không có phí gì giờ cho vấn đề siêu hình, cho những điều khuyến hoặc, cho những điều vô ích, cho những cái lý luận mà nó mang cái tính cách
nói cho có, bàn cho vui, mà không có lợi ích thiết thực. Khi mà đối với giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta cũng nhận ra được rằng trong suốt 45 năm hoàn hóa, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một bậc đạo sư đã đặt ra cái nền tảng của sự giáo dục. Chính sự giáo dục mới thay đổi và chuyển hóa con người, chuyển hóa xã hội. Và nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật Ngài đi cho đến ngày hôm nay, thì tại các quốc gia Phật giáo, ngôi chùa cũng là trung tâm giáo dục. Ngôi chùa vẫn là nơi mà nhiều người đến để hấp thụ, để rút rèn, để gia tăng kiến thức hiểu biết. Nhưng mà Đức Phật Ngài rõ ràng rằng chỉ có phương cách giáo dục mới thay đổi được con người. Trong ba tướng thần thông là lý hiện thần thông, ta tâm thông và giáo hóa thần thông, thì Đức Phật đặc biệt dạy chúng ta về giáo hóa thần thông là một cái phương tiện diệu dụng tốt nhất để chúng ta thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống và thay đổi thế giới này. Chúng tôi muốn kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở một điểm mà chúng tôi tin rằng là người cô Phật chúng ta không thể không biết đến. Đó là cái khía cạnh thực tiễn của Đạo Phật. Tại sao gọi là thực tiễn? Bởi vì Đức Phật Ngài không có ra hiện, xuất hiện ở đời giảng dạy giáo pháp, nghe để cho vui, nghe chỉ để tin, nghe chỉ để thêm cái này thêm cái kia. Mà thay vào đó thì Đức Phật Ngài đặc biệt dạy cho chúng ta về cái khả tính giác ngộ, những điều lợi ích trong cuộc đời. Những điều lợi ích đó, đó được sắp đặt trên cái nguyên tắc là hiểu rõ cái bản chất khổ đau và con đường thoát khổ. Và như vậy là một cái tinh thần thực tiễn, cách thực tiễn của Đạo Phật. Chứ không phải giáo pháp Đức Phật Ngài lập ra chỉ để tạo nên một cái tôn giáo như là một hệ thống tín ngưỡng để thu thập tín đồ. Điều đó sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Có lúc có hàng trăm người cư sĩ từ xa về để tỉnh lễ Đức Phật, để cúng dường Đức Phật, nhưng mà những người cư sĩ này rất là ồn ào, rất là huyên náo. Đức Phật dạy người thị giả của Ngài phải đọc những người đó nói rằng các vị hãy đi nơi khác. Và thị giả đã bạch với Đức Thế Tôn khẩn khoản là những người này vì Ngài, vì chúng Ngài muốn đến đảnh lễ Ngài, muốn cúng dường Ngài. Mặc dù họ ồn vào nhưng mà họ có lòng thành. Đức Phật nói rằng Như Lai không có liên hệ gì đến cái danh cung kính đại đắc của thế gian hết. Bài học của Đức Phật rất là rõ. Ngài dạy cho chúng ta những gì về thế giới này, về cuộc sống này. Vì vậy, Bạch Sư Tôn và Tư Quý Phật cũng hôm nay trong ngày chúng ta nói về công cuộc hoàn hóa của Đức Phật, về sự ra đời của Đức Phật, xin chúng ta một lần nữa cùng nhau để tâm niệm và nghĩ nhớ về Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta, Ngài xuất hiện ở đời ngoài sự tự thân giác ngộ, còn đem giáo pháp để hoàn hóa. Và con đường hoàn pháp đời sinh đó không có đơn giản,
và có nhiều cái khía cạnh mà mỗi chúng ta cần nhận thức, cần thấy rõ và cần biết rằng đây là cái giá trị thực sự của giáo pháp, chứ không phải một tôn giáo như những tôn giáo, không phải Phật ra đời chỉ để tôn vinh bản thân của Ngài. Nếu chúng ta không hiểu những khía cạnh điểm của giáo pháp, nếu chúng ta không hiểu được cái mục đích chuyển hóa mà Đức Phật Ngài đã truyền dạy giáo pháp này, thì thực sự chúng ta có cô phụ tấm lòng Đức Phật, lòng đại bi của Đức Phật. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Chúng tiên chư tôn đức đã vào rung để sinh hoạt cho ngày đặc biệt này. Mình lý quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ, sa thú lành thai, con tu nữ như pháp, cùng với đại chúng tâm rung, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài hòa thượng Nhất Đẳng đã điều hộp cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, con kính tri ân sư và cô Hoa Nguyệt cho như pháp biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ như pháp, xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài Như Pháp. Cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nhờ thần phẩm bảo tồn mang cánh nghĩa.
nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả trị nhân. Thank you.